Chuyển sang phần 2, Minh Vi xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin như sau. Cũng có cùng đặc điểm tự nhiên tương tự Bangkok, Thái Lan, thành phố Hồ Chí Minh cũng có những dòng sông bao quanh và len lỏi bên trong lòng thành phố. Việc triển khai các tuyến bus trên sông để phục vụ việc đi lại của người dân như trên dòng Chao Phraya đã được manh nha cách đây hơn 10 năm. Tuy nhiên năm 2013, bus trên sông một lần nữa lỗi hẹn vì doanh nghiệp còn ngại đầu tư do thiếu hạ tầng cho các bến trạm dọc các kênh. Ông Trần Thế Kỷ, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2013, ngành giao thông thành phố chưa triển khai được dự án buýt bằng đường sông. Theo ông Kỷ, trong giai đoạn 2013, sở chỉ tập trung triển khai bến, cầu tàu phục vụ cho kế hoạch khai thác du lịch trên sông của thành phố. Trên cơ sở bến bãi sẵn có này mới có thể phát triển thêm bến để phục vụ buýt công cộng, phục vụ việc đi lại của người dân về sau này. Sẽ có cái đề án là xây dựng cái đền bù giải tỏa các cái bến bãi mà như công ty Thường Nhật đã đề xuất á, thì là giao cho Ninh Thông Phao họ nghiên cứu tiếp để họ hình thành một cái dự án về cái bít trên sông. Thì trong giai đoạn 2013 thì chỉ triển khai tiếp là cái phần mà về cái những cái bít phục vụ du lịch là chính, chứ chưa triển khai được cái phần mà về bít trên sông mà cho cái chuyện mà khách đi bình thường. Kế hoạch triển khai loại phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng đường sông tại thành phố Hồ Chí Minh hay gọi là buýt trên sông đã được manh nha từ cách đây hơn 10 năm nhằm đa dạng hóa phương tiện công cộng và phát triển du lịch trên sông về sau. Năm 2010, công ty Thường Nhật cũng đã đề xuất tham gia và dự kiến triển khai hai tuyến đều xuất phát từ bến Bạch Đằng quận Nhất đi ra kênh Thanh Đa qua các quận Bình Thạnh, quận 2 và điểm cuối là bến đò Bình Quế. Tuyến còn lại theo kênh tàu hủ Bến Nghé qua quận 5, quận 6 và kết thúc tại bến Phú Định, quận 8. Tuy nhiên, dự án này chưa thực hiện được vì thiếu hạ tầng trạm dừng dọc theo các tuyến kênh. Kế hoạch này sau đó được giao lại cho Samco nghiên cứu tiếp, tuy nhiên đã gần như dậm chân tại chỗ cho đến nay. Tuy nhiên, ông Kỷ khẳng định, bến trên sông vẫn thực hiện. Ngay sau khi triển khai xong bến phục vụ du lịch trên sông, sở sẽ có đề xuất với thành phố cho công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư một số điểm thích hợp dọc kênh để làm trạm dừng, dựa trên nghiên cứu đề xuất của Thường Nhật để có thể thực hiện. Liên tiếp là những thông tin như sau. Tổng số nợ khóa thó đòi của cả nước năm 2012 gần 6.200 tỷ đồng, tăng hơn 25% so với năm liền trước. Nhiều khoản nợ động xuất phát từ các doanh nghiệp đã phá sản hoặc giải thể, những cá nhân đã chết hoặc mất tích. Theo vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế thuộc Tổng cục Thuế, năm ngoái tổng nợ thuế toàn ngành ước khoảng 45.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ thuế khó đòi chiếm 14%, tương đương 6.180 tỷ, tăng hơn 1.300 tỷ so với năm 2011. Những khoản nợ thuế đang chờ xử lý như là nợ chờ gia hạn, đề nghị xóa nợ, miễn giảm, hoàn thuế, hiện chiếm khoảng 10% tổng nợ thuế, ước tính khoảng 4.500 tỷ đồng. Theo luật quản lý thuế, số nợ khó thu hồi sẽ được xem xét xóa nợ nếu người nợ thuế cung cấp đủ hồ sơ, ví dụ như tờ khai quyết toán thuế ngay trước thời điểm tòa ra quyết định phá sản. Bên cạnh những doanh nghiệp thực sự khó khăn, vẫn có hiện tượng cố tình né tránh thực hiện nghĩa vụ ngân sách, tẩu tán tài sản. Đến trung tuần tháng 11 năm 2012, ngành thuế đã có quyết định cưỡng chế khoảng 19.000 người nộp thuế, với tổng số thuế phải nộp là khoảng 8.800 tỷ. Chính phủ vừa ban hành nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị, trong đó quy định thẩm quyền chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới. Theo nghị định, Thủ tướng Chính phủ quyết định chấp thuận đầu tư sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng đối với hai trường hợp: dự án có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên, dự án thuộc địa giới hành chính của hai tỉnh trở lên hoặc khu vực có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng. Đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha đến dưới 100 ha, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng. Còn dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha thì thẩm quyền cấp phép thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với các dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận đầu tư các dự án trên không phân biệt quy mô theo các quy định của pháp luật. Về đất dành cho đầu tư phát triển đô thị, Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối xây dựng chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và cho từng đô thị. Từ đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức tạo quỹ đất. Cũng theo nghị định, nhà nước có các chính sách ưu đãi cho dự án đầu tư phát triển đô thị thuộc diện nhà ở xã hội hoặc có ứng dụng công nghệ mới hay thân thiện với môi trường. Thưa quý vị, theo tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, ngày 17 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã ký biên bản ghi nhớ vận tải đường bộ tại Lào. Ghi nhớ này cho phép xe cộ được phép qua lại lãnh thổ của nhau thời gian tới đây. Biên bản ghi nhớ vừa được ký kết giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia cho phép xe cộ cá nhân và các phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ sẽ được phép qua lại lãnh thổ lẫn nhau. Ký kết này sẽ tạo điều kiện thuận lợi đặc biệt trong việc lưu thông hàng hóa từ Lào, Campuchia qua các cảng biển tại miền Trung và miền Nam Việt Nam và ngược lại. Bản ghi nhớ gồm 15 điều quy định về việc vận tải giữa ba nước, trong đó đề cập đến nhiều nội dung bao gồm các khoản, phạm vi áp dụng, các cửa khẩu được đi qua, vận chuyển hành khách tuyến cố định,
yêu cầu về giấy tờ vận tải qua biên giới, v.v. Một đường dây nóng cấp bộ trưởng và cấp cục trưởng hoặc vụ trưởng cũng đã được thống nhất thiết lập trong cuộc làm việc ngày 17 tháng 1 để xử lý ngay những phát sinh liên quan đến vận tải giữa ba nước. Hiện hệ thống đường bộ của Việt Nam đã liên vận với hệ thống đường bộ của Lào qua 6 cửa khẩu và Campuchia qua 5 cửa khẩu. Ngoài ra còn một số cửa khẩu chưa được thông xe và chưa được đưa vào hiệp định vận tải. Liên quan đến vận tải hàng hóa trên hành lang kinh tế Đông Tây, ngành giao thông vận tải ba nước Lào, Thái Lan và Việt Nam cũng đang thảo luận về việc kéo dài tuyến vận tải đường bộ từ cảng Lam Cha Bang của Thái Lan đến Hà Nội và Hải Phòng của Việt Nam để nâng cao việc vận chuyển hàng hóa giữa ba nước. Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa có buổi tham vấn với đại diện Cục Quản lý Nhập khẩu thuộc Tổng cục Thương mại Quốc tế ITA của Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC. Tại buổi tham vấn này, Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối vụ kiện. Theo Thương vụ Việt Nam, nếu ITA quyết định khởi xướng vụ kiện và áp dụng một mức thuế chống trợ cấp cho các mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh của Việt Nam, thì đây sẽ là quyết định không công bằng, là biện pháp đánh thuế hai lần và gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của hơn 600.000 hộ nuôi doanh nghiệp chế biến tôm Việt Nam. Thương vụ Việt Nam khẳng định, chính phủ Việt Nam sẽ xem xét một cách kỹ lưỡng các lập luận trong đơn yêu cầu điều tra, đồng thời xem xét các lựa chọn pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nông dân nuôi tôm và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm. Về phía Hoa Kỳ, Cục Quản lý Nhập khẩu nước này cho biết sẽ xem xét một cách cẩn trọng, nghiêm túc quan điểm của Việt Nam và của các nước khác có liên quan tới vụ kiện và sẽ giải quyết vụ kiện này một cách độc lập, không dính tới việc trả đũa hay trừng phạt của bất kỳ vụ kiện nào. Dự kiến, Ủy ban Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ sẽ đưa ra quyết định sơ bộ về việc ngành nuôi trồng chế biến tôm của Mỹ có bị thiệt hại hay không vào ngày 11 tháng 2 tới. Trước đó, một nhóm công ty Mỹ thuộc Liên minh khai thác tôm vùng vịnh của nước này đã nộp đơn lên DOC kiện chống trợ cấp với mặt hàng tôm của 7 nước, trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp này cho rằng các doanh nghiệp tôm Việt Nam đã nhận được trợ cấp, trợ giá từ chính phủ về vốn, về thuế, tiền đất và các loại thuế phí khác nên mới bán tôm với giá rẻ. Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý thông qua về chủ trương phát triển chuỗi dự án khí điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng tại Sơn Mỹ, tỉnh Bình Thuận. Chuỗi dự án trên bao gồm các dự án như khoản nhập LNG Sơn Mỹ, công suất 6 triệu tấn một năm, vận hành vào năm 2019-2020. Dự án trung tâm điện lực Sơn Mỹ gồm nhà máy điện Sơn Mỹ 1 với công suất 2.000 MW, vận hành vào năm 2019, và nhà máy điện Sơn Mỹ 2 với công suất 2.000 MW, vận hành vào năm 2020. Dự án hệ thống truyền tải điện, dự án đường ống Sơn Mỹ Phú Mỹ có công suất tối đa 8 tỷ mét khối một năm, dự kiến vận hành vào năm 2023. Chuỗi dự án trên sẽ có chức năng cung cấp khí cho nhu cầu các nhà máy điện đang và sẽ xây dựng tại khu vực phía Nam, bổ sung nguồn khí thiếu hụt khu vực Đông Nam Bộ. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương phê duyệt đề án phát triển các dự án sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam. Xin mời quý vị nghỉ giải lao ít phút trước khi đến với những nội dung đáng chú ý của phần tiếp theo. Cục Quản lý Cạnh tranh sẽ vào cuộc kiểm tra các công ty tăng giá trứng bất hợp lý. Doanh nghiệp cơ khí, điện hy vọng thâm nhập vào thị trường Myanmar.